Chương 1 Cưu hận hệ thống Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Xoa, vậy mà xuyên việt Tiêu giật vô cùng buồn bực vào cái đầu Này lại đầu của hắn rất đau Đại lượng mảnh vỡ ký ức tại trong đầu của hắn bạo tạc Để cho hắn đau nhất cơ hồ muốn ngất đi Sống 22 năm Tiêu giật một mực đều không cảm thấy mình là một người tốt Bởi vì hắn là một cái dông binh Trong tay dính máu không ít Không nghĩ Hôm nay tại băng qua đường thời điểm, bởi vì cứu viện một cái kém chút bị một cổ Land Rover xe đụng vào thiếu phụ và la lị thời điểm, lại bị Land Rover xe đụng chết. Làm một cái trải qua không ít chiến tranh, trải qua vô số mưa bom bão đạn dông binh, vậy mà chết tại đường cái sát thủ trong tay, tiêu giật cảm giác mình bị chết phi thường uất ức. Còn tốt chính mình cái này hội xuyên việc rồi, bằng không tiêu giật chân tâm không biết mình nên đi nơi nào khóc đi. Một lát sau, tiêu giật thủ lĩnh không còn đau đớn như vậy, lúc này, trí nhớ trong đầu mảnh vỡ đã hoàn toàn cùng trí nhớ của hắn hòa thành một thể đây đều là cái gì trứng tráng nhân sinh luyện võ chẳng làm nên trò trống gì thân thể từ nhỏ đã có tàn tật đang điền phá toái không cách nào tu luyện phụ thân là tộc trưởng nhưng là mình lại mỗi ngày bị người đánh cho tới bây giờ cũng không dám cho cha nói Hỗ cha a đây là cái này cũng vì là không khỏi quá uất ức một chút Tiêu giật dung hợp trong đầu của mình cái kia bừa bộn ký ức về sau, không biết nói gì, lúc này, gắn gượng đau đớn trên thân thể từ dưới đất đứng lên. Lúc này, hắn vị trí địa phương, chính là một cái dốc núi, sở dĩ sẽ xuất hiện nơi này, đó là bởi vì, hắn vừa mới bị người cho kéo đến nơi đây đánh cho một trận. Căn cứ ký ức, bây giờ ta nhà địa phương bởi vậy cho nên là lạc tiểu thuyết bên trong huyền huyện thế giới, người nơi này có thể đi tới đi lui, càng thậm chí hơn nghe nói còn có thể phi thiên động địa. Tiêu giật từ dưới đất đứng lên đến rồi về sau, nhíu mày. Bây giờ đang điền phá toái, mặc dù có thể dựa vào luyện thể đến tăng thực lực lên, nhưng là muốn trở thành cường giả lại là không thể nào, lấy cái này các loại tình huống, như thế nào tài năng thoát khỏi khốn cảnh. Ken Bỗng nhiên, một đường điện tử thanh âm nhắc nhở tại tiêu giật trong đầu vang lên. Cưu hận hệ thống khóa lại bên trong. Cưu hận hệ thống mở ra. Quét hình khóa lại người tin tức tính danh. Tiêu giật. Trước mắt bối cảnh thân phận. Tiêu tộc thiếu gia. Che giấu tung tích. Xuyên Việt giả. Tuổi tác. 18. Cảnh giới võ đạo. Người bình thường. Tư chất tu luyện. Đang điện phá toái, tư chất thấp. Giám định kết quả. Siêu cấp phế vật. Cái này chính là ta bàn tay vàng. Nương theo lấy giọng điện tử kết thúc tiêu giật đập đi hạ miệng làm một cái nhìn không ít tiểu thuyết lão thư trùng đối với chuyện như vậy hắn cũng không có cái gì cảm thấy kỳ quái nếu xuyên việt rồi bàn tay vàng cái gì có cũng là bình thường thiếu gia thiếu gia có thể tính tìm tới ngươi bỗng nhiên một đường dồn dập tiếng gọi âm ý truyền vào tiêu giật trong tai theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy một người mặc lấy thanh y khuôn mặt tinh xảo trên đầu ghim hai đầu bím tóc thoạt nhìn rất là thanh thuần khả ái tiểu nha đầu chính từ đằng xa chạy tới thiếu gia trên người ngươi làm sao nhiều như vậy bụi a à? ngươi không phải là lại cùng người đánh nhau a à? thiếu gia ngươi khẳng định lại đánh thắng hi hi thiếu gia ngươi thật giỏi mỗi lần đánh nhau đều thắng tiểu nha đầu chạy tới tiêu vật phía sau người ngay sau đó liền tức tức tra tra nói với tiêu vật mỗi lần đánh nhau đều thắng tiêu vật im lặng nhìn xem tiểu nha đầu căn cứ ký ức sở dĩ tiểu nha đầu sẽ như vậy nói cho hắn đó là bởi vì tiền thân thường xuyên như vậy lắc lư tiểu nha đầu thật không biết cái tiểu nha đầu này lại nhiều thiếu thông minh tiền thân nói cái gì nàng liền tin tưởng cái gì nói chính sự ngươi vội vội vàng vàng như vậy tìm ta là muốn làm gì tiêu giật đạo a à, đúng rồi chính sự cái kia làm sao một cái chuyện tới a à, ta nhớ là quên đi thật xin lỗi thiếu gia tiểu nha đầu lấy tay đập mình một chút cái ót tiếp lấy bỗng nhiên làm bộ đáng thương nhìn xem tiêu giật vành mắt lập tức đỏ ta tiêu giật há to miệng mặc dù căn cứ ký ức liền biết trước mắt cái tiểu nha đầu này làm việc mơ hồ tương đối dễ dàng bị bản thân lắc lư chính là một cái thiên nhiên ngốc nhưng lại cũng không nghĩ tới đối phương như vậy mơ hồ được rồi chúng ta trở về đi thôi các loại ngươi nghĩ tới chuyện gì về sau lại nói cho ta Tiêu giật lấy tay tại tiểu nha đầu trên đầu vò dưới, tiếp lấy liền sải bước đi đứng lên, vừa đi, bên cạnh âm thầm thử nghiệm cùng trong đầu mình cái kia đồ bỏ cừu hận hệ thống câu thông. Như tình huống như vậy dưới, mấy phút đồng hồ, tiêu giật cùng tiểu nha đầu đi vào một tòa tên là tiêu phủ phủ đệ bên trong. Đây là một tòa chiếm diện tích cực lớn phủ đệ, đỉnh đài lâu cát, giả sơn lâm viên, rừng cột chạm trổ, to lớn diễn võ trường, đủ loại biệt viện, một đường đi tới, Mặc dù có trí nhớ trong đầu, tiêu vật còn là thấy vậy âm thầm liếu lưỡi không thôi Mau nhìn, tiêu vật tên phế vật kia đã trở về Đáng chết, gia hỏa này rõ ràng tư chất củi mục, luyện võ cũng một chút cũng không cố gắng Vì sao linh nhi như vậy khả ái tiểu nha đầu lại là của hắn thiếp thân nha hoàng Nghe nói lâm gia hôm nay tới cửa đến cầu hôn, chuẩn bị đem tiểu thư nhà họ lâm, lâm thi âm gả cho tiêu vật Lâm thi âm A đây chính là chúng ta thiên phụng thành đẹp nhất tiên tử vô số người nữ thần trong mộng hoa tươi cắm trên bãi cướp trâu cái này căn bản là hoa tươi cắm trên bãi cướp trâu đáng chết a à, lão tử thực muốn lộng chết tiêu vật liền xem như không thể giết chết hắn đợi buổi tối ta cũng nhất định phải mới hảo hảo trừng trị hắn một trận nương theo lấy tiêu vật cùng tiểu nha đầu đi vào phủ đệ một chút gặp được bọn hắn người lập tức nghị luận bọn gia hỏa này nhìn như nhỏ giọng đang nghị luận kỳ thực thanh âm rất lớn, để cho đến gần tiêu giật hoàn toàn có thể nghe gặp bọn họ nghị luận, coi hắn nghe thấy được những người này lời nói về sau, lông mày lúc này nhíu lại. Bởi vì tại trí nhớ của hắn bên trong, hắn bị những người này cho đánh qua rất nhiều lần. Ken, thành công bị người cừu hận, thu hoạch được cừu hận kinh nghiệm 6 điểm, phải chăng bắt đầu trùng huyệt, trước mắt trùng huyệt thành công tỷ lệ 6%. Chú Cưu hận hệ thống có thể khiến cho ký chủ hấp thu cưu hận đến tăng thực lực lên, mỗi thu hoạch được 100 điểm cưu hận điểm, liền có thể 100% xong mở một cái huyệt vị. Bỗng dưng, điện tử thanh âm nhắc nhở lần nữa tại tiêu giật trong đầu vang lên, theo loại thanh âm này vang lên, tiêu giật con mắt lập tức sáng lên. Căn cứ trí nhớ trong đầu biểu hiện, cái thế giới này cảnh giới võ đạo có, trùng huyệt, ngừng khí, nguyên thai, long đằng, thần kiều các loại cấp độ phân chia hán trung sung huyệt là chỉ, nhân thể có 108 yếu hại huyệt khiếu, võ giả có thể mượn tu luyện công pháp, đến sông mở trong thân thể huyệt vị. Mỗi mở ra một huyệt khiếu, lực lượng liền sẽ vì thế tăng vọt mấy phần, cùng lúc đó còn có thể trùng huyệt trên đường, thu nạp thiên địa nguyên khí trữ tại huyệt khiếu bên trong, dùng để rèn luyện võ giả thân thể, mỗi người huyệt khiếu có khả năng thu nạp thiên địa nguyên khí trình độ cũng không giống nhau, hơn nữa cũng không phải là tất cả mọi người có thể đem 108 huyệt khiếu sông mở, đại đa số người đều chỉ có thể sông mở 36 huyệt khiếu, huyệt khiếu sông mở càng nhiều. Võ đạo nền tảng đánh càng nhà tù, sau này cảnh giới võ đạo mới cũng có thể đi được càng xa, quy lực mạnh hơn, chỗ lấy cỡ này cảnh giới lại gọi trúc cơ cảnh giới. Lúc đầu tiền thân, bởi vì đang điền phá toái, căn bản liền không thể tu luyện nội gia công pháp, chỉ có thể tu luyện một chút công pháp luyện thể, mà lại bởi vì tiền thân từ nhỏ đã rơi yếu không chịu nổi, không thể chịu khổ, sợ dĩ đến nay cũng chỉ là một người bình thường. Cái này cưu hận hệ thống lại có thể hấp thu người khác cưu hận đến tăng thực lực lên, có ý tứ, cái này có ý tứ, làm một cái gia chủ nhi tử, ta nói thế nào cũng coi là một cái hoàng khố, hoàng khố kéo cưu hận không phải rất chuyện dễ dàng sao. Tiêu giật hiếp mắt lại, nguyên bản bởi vì những người này nghị luận mà có chút tức giận tâm, lập tức trở nên yên tĩnh rồi đứng lên lời gửi độc giả. Ân, đồng hài môn lại gặp mặt, đào sách mới tuyên bố, cầu cất giữ, cầu bình luận sách, cầu ủng hộ. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh en xin cảm ơn. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.